mấy hả? Cái mặt mấy bữa không đi được vậy? Gỡ cái hắn chấm tùm lum luôn. Thầm thôi đúng không? Hắn thầm rồi cái dấu như thế này luôn. Mua cái loại mà hắn chấm thằng nha có được không? À, dấu thầm á. Cây mua lo hết liền. Thăm đến cây em là hết chứ hả? Để coi phải thăm không đã, để xí lần xe mày. Để coi chừng mày có lấy mụn luôn không? Phải chứ, nhiều mà. Để cứ rửa mặt đây nó mấy đứa rửa đi cái rồi lần qua lần kiểm tra luôn hề. Mụn bác thăm cái này mụn. Thăm là mụn đó. Nó đánh cây mua lo hết liền. Cái vừa mày hai mụn thăm to sao mà đánh cây mua lo hết. Ai cũng đánh thấy nặng sướng hơn nhổ mẹ nhổ mẹ lên luôn cái mụn gồm gồm nên tới là nhổ không lại tự mà nhổ lại lây cái mắt chỉ à cái sâm á màu ra màu xanh em ra màu xanh rồi cái màu xanh này mực thì như nào đó còn đen chứ xanh nữa xanh hơn cái bữa ừ. Cái bữa màu đen thực sự luôn mắt đau thì mà cái mắt bị xanh đang làm lại mắt ai hầu như cũng xanh rốt cuộc là cho cá địa rồi. Tự nhiên sinh không máu xấu giả mang luôn. Bị cái gì cũng tệ như sợ luôn. Mũi nào nó này nó cái tay nó dài thùng thùng mấy tấm máy mà cái gì mà dài mấy người dài bị cái tay ngán cả và theo phù hợp với người chứ ngón tay cũng dài thùng ở với hồng luôn chứ hả? Ừ, đúng không? Đằng sau bữa nay 8 tuổi rồi. Xong hơi trước luôn bà. Chưa xong. Xong kỹ kỹ cho mấy cái mụn ngẩn kìa nó trâu lên giữa. Lâu quá rồi cái nó đen già nó lọt tùm lum mất lại. Mi nặng, mi đen không có lo kìa. Cho ông Hiền qua cái mụn không mụn. Ai cũng chờ lo ngày bà làm ấy. Lo thì chờ khách làm. Không, chờ có công văn chứ. Làm chui số nó bằng rồi. Trừ thì số mô không nói. Trừ ngẫu thì cũng để cho làm thôi. Công an cũng để cho làm. Không biết chứ. Lơ thôi. Giận đó chứ hết rồi. Ở nhà ăn chán đời luôn á.
Tôi thèm đi cà phê mà chưa được đi luôn đi. Mình lo xí coi mặt mình kỹ kỹ vô mình lo nghe. Ừ. Có nhiều lắm luôn không lo. Mù mỡ mọi khắp mọi nơi á. Chị xin là cái mềm không? Mày không đánh cây mà, mày xiên đánh cây không đó. Tôi bây giờ đánh cây mới đỡ được từng nữa đó chứ không thôi mặt ấy bự ghê đó. Ghê lắm luôn á. À bữa đợt mày ra mày lấy cây. Ừ, chứ không đi lấy cây bị luôn lo kìa. Hết cây á. Ừ. Không biết làm ra luôn. Mới ăn được mi bôi cái màu vàng nó vô tay cũng chả đỡ. Rồi cái xong cái ngứa tay nó chưa bị stress nó phóng vô tao lấy mình là cái mặt đau. Nó bè nó bé. Ở nhà ăn buồn vô ra. Mày lao nên mày còn bôi serum không? Không, lao nên bôi serum này. Cái serum nó thì nó lắm. Chưa lo nhắc mới nhớ luôn. 2-3 chai serum nó mà không dùng để miết luôn kìa anh Hiền anh mua lo nhớ. Lấy đi vậy quên thì không. Nó đến cưới mà. Cưới ai? Cưới hai chồng. Ủa đây chị bé á, chị bé á. Ai? Chị đi bên phía chị bé. À đó à. Chị bé mà. Chị bé. Chị của anh Hiền á, Sài Gòn á. À dì bé hả? Chị bé. Dì bé à. Chị bé đi chơi với chồng chị. Em xa ra xí chị, em lắm. Ờ xa ra xí. Chị đang chỉ vô đó, quen quen. Bé mời. Ủa, nó bà cũng đi à? Ờ, thì chồng tôi luôn chơi với bà. Hồi nãy tôi cũng đi đó, đi đó, là... Hồi nãy là đãi bên táo đỏ đó. Ừ. Hồi xưa táo đỏ thì... Ừ. Xưa táo đỏ. Ê, tôi còn xem cái hình cưới. Mày, tôi còn xem cái hình cưới mà... Của tôi á. Bà mang cái váy đỏ kìa, vui sợ. Mô, sinh nhật bà hả? À? Đám cưới tôi á. À, đám cưới à? À. Tôi đi với ông Phượng cái gì? À. Vui vậy? Là hồi xưa đi. Là mười mấy năm rồi đó, 2010. Đám cưới thì bà Ngọc Ánh, Ngọc Ánh thì hát. Đám cưới mi à. Dạ. Chị Ánh mời chị, cái xong rồi chị lên chị hát tặng. Cái nào mà? Coi, cái mồ nữa. Bên kia chưa mà. Bên này ha, để lượm lon lượm mất hả? Mà bây giờ chị cưới thì cái công nghệ chị cưới chị cũng lung linh luôn thì nó gì nữa. Dễ mình tổ chức đám cưới ghê. Lon có khờ, sau này có làm hấp hôn mà. Thôi. Hấp hối gì được. Hối mẹ bà. Hấp hối. Hấp hối thì cái gì? Ý là làm cái tiệc trắng ở ngoài biển kia chứ không dễ thương lo. Thôi. Loan không có lãng mạn lần đồ. Mười mấy năm nữa chứ. Anh nói chuyện vào mười mấy năm rồi không? Dạ, mười năm rồi. Mi thì cứ lâu rồi. Lâu rồi, không đến cứ lắc lét lơ. Mi thì cứ lâu lét rồi. Mười mấy năm rồi. 15 năm, 20 năm tôi sẽ thích cái tiệc. Hồi đám cưới chị mới gặp lại luôn á. Chị đâu có thấy này. Không, em ở nhà suốt à. Em ít khi ra đường thì gặp thì gì đó, hai chồng đi đập cái ly gặp hết. À dạ. Thế còn em ở nhà suốt em ở trong nhà biết á. Ngày đi đâu á. Ai mà kêu là khó gặp cho thiệt ra ở nhà biết bao nhiêu. Cứ mười mấy năm chị thấy là nhưng đi vô thì mình cũng rất quen quen. Mây đẹp xưa chị. Trời. Coi mấy cái hình nè. Học lớp luôn à. Học mà Loan có học đâu hồi mà. Xưa là My với Loan là biết là lúc qua chị Cúc luôn này. Cúc đi Pháp Đi My hồi nãy là My đi chùa, My Phật tử. Hồi xưa đi sinh hoạt Phật tử á chị. Hồi xưa băng đĩa băng đồ đó vui. Tính sao? Ra là em biết bà Loan là 20 mấy năm rồi nữa chị. Lâu rồi, hầu Loan mười mấy tuổi mà. Hầu mười mấy tuổi. Biết nhau với, nói chung là chẳng qua là vì mỗi lứa mỗi hướng thôi. Cho nên cũng ít. Bằng tuổi luôn đó. Tuổi nhau là mỗi em biết Loan nhỏ là 13 tuổi phải không Loan?
một cái nó chắc cũng phải 14 tuổi á mày. Thì sao 14 tuổi, cách có năm chứ mấy mày. Tại vì sao đến cứ không 15 năm đâu. Dạ. 14 tuổi mà bây giờ chị 34 tuổi là 20 năm mới lo. Về. 14 năm luôn à? Lo hả? Lo 87 bằng mi luôn đó. Đừng ai nói tới tuổi. Nghe ngứa mày. Ờ, ngứa sợ 35 tuổi. Dạ đánh luôn.